Thiện mến chào cô chú anh chị và các bạn. Ở đây là chợ quê Sóc Giang, ngày mùng 5 tháng 5 nè. Đó, hôm nay quá trời mưa luôn. Mưa mấy cô mấy chị bán ế luôn á, không có người đi chợ. Đây, hôm nay trời mưa, quay cho cô bác anh chị coi nha. Trời ở chợ buổi sáng là mưa quá trời luôn. Đó, người ăn tô bún hết rồi đó. Đây mấy con cá bóng nè. Mưa này đâu có ai đi chợ được. Mưa này đâu có ai đi chợ hả chị? Ê hả? Bán gà không được luôn. Theo đúng bữa nay không mưa là bán được lắm á. Mùng 5 tháng 5 mà. Mưa từ đây tới chiều luôn. Ếch, cá thì còn yên nguyên hết, đâu có ai đi chợ được đâu. Đây, hôm nay đi chợ mà bị mưa rồi, cũng sẵn đây quay một vòng cho cô bác xem luôn nha. Trời mưa rồi, đâu có ai bán buôn gì được đâu. Dạ hả? Chú. Đậy cao su hết trơn luôn rồi đó. Trong này bán cá, bán thịt nè. Bữa nay mưa buồn hiu luôn. Này khung cảnh chợ mùng 5 tháng 5 nha cô chú anh chị. Mưa dữ dội luôn. Qua anh đây coi có bán thịt heo quay không? Dạ. Con mới mua rồi nè. Ở đây cô biết chỗ nào bán heo quay không? Heo quay người ta về hết rồi con. Hết rồi hả? Hết rồi. Ừ. Ở ba chỗ đó người ta về rồi. Chỗ này hả? Hết rồi. Vậy hả? Đâu người ta đẩy rồi, hết rồi. Dạ dạ. Chạy về tới nhà nó nãy giờ. Tại con lên mưa chảy quá. Này mưa quá con đâu đi được đâu. Ờ, trên sập á. Dạ. Đâu con vô nhà lòng á coi thiệt coi tốt hơn con. Dạ dạ dạ. Để đi vòng coi có chỗ nào bán heo quay không. Trời tự nhiên bữa nay mưa cái buồn hiu. Vô dân sạp này coi có bán heo quay không. Bán thịt sống không? Đi vòng mà không có cô chứ anh chị. Không có thịt heo quay.
chợ bữa nay ha, không có khách rồi, quá trời mưa.